Ok, và đến với phần soi mói này thì em xin mời anh chị xem hình tiếp ạ. Em có những tấm hình để gợi nhớ cho anh chị. À, cái này là cái gì vậy ạ? Đây là một cái dịp mà cả nhà cùng đi chơi Tết ở Bà Nà. Và đây là trong cái khu triển lãm mà trưng bày những cái hình ảnh của những cái tượng sáp của những cái người nổi tiếng á. Và đây là cái thế của Châu Anh Trì thì trong bộ phim Vua Hài Kịch khi mà đứng nựng má của Trương Bá Chi. Nói về cái chuyện nựng má một nữ giới, anh Duy có phải là một người rất là đào hoa không chị? Không. Ủa sao tự nhiên tưởng cái đó qua đá qua cái chuyện liên quan đó vậy em? Không đào hoa hả chị? Không đào hoa. Chị là có phải là một người hay ghen không ạ? Anh nghĩ vợ anh là một người không có cái tính đó luôn trong người á, không ghen. Yeah. Tại vì thứ nhất là tự tin vào bản thân, thứ hai là anh đâu làm cái đầu ghen. Vậy thôi. Chúng ta cùng xem hình tiếp theo. Có gì đâu mà căng dữ vậy không biết nữa. Mời hình tiếp theo ạ. Đứa bé này là ai ạ? Là anh lúc chuẩn bị vào lớp 1. Đây là tấm hình ba anh dẫn anh đi ra đối diện ở cái công viên gần nhà anh ở trên đường Hùng Vương á. Thì lúc đó có một cái tiệm chụp hình. Anh Duy có tính trẻ con không chị? Tính trẻ con hả? Đôi lúc có. Nhiều chứ. Anh nghĩ bất cứ người đàn ông nào vẫn còn sót lại trong người một cái sự trẻ con. Ít hay nhiều nó tùy vào cái môi trường và cái những cái mối quan hệ xung quanh mình có là ai. Dạ. Câu tiếp theo ạ. Em thấy anh tạo dáng nữ hơn chị. Dạ, rõ ràng. Đây ở đâu ạ? Vịnh Hạ Long em ạ. Và có một điều đặc biệt hơn mà tấm hình anh rất là nhớ là trong chuyến đi này thì thật ra là vợ anh đã có bầu Suki nhưng mà không biết. Đi về thì mới biết là đã có bầu. Trời ơi, là lúc đó còn tươi quá nè. Dạ. Kiểu mà vẫn lưng lưng tung tăng các kiểu, về biết tin có bầu là nằm ở trên giường luôn, không đi đâu hết. Người ta nói cho vợ chồng thường hay có những cái buổi họp gia đình với nhau. Anh chị có thường hay nói chuyện với nhau kiểu mà giống như họp không? Có, tụi anh hay nói chuyện với nhau lúc họp tổ dân phố. Để góp ý nhau để mình có thể tốt hơn. Có. Không, thường anh chị góp ý thì anh chị hay nhắn tin thôi chứ không có nói chuyện một một qua lại. Vậy là khi mà chị nóng là anh sẽ trốn đâu đó và nhắn tin em ơi bớt nóng. Không em, sao em nói vậy sao được, anh chốt cửa lại chứ. Anh chốt cửa lại và đợi chị. Anh không có trốn em nhé, anh không có trốn, anh vẫn vào phòng làm việc, anh chỉ chốt cửa lại thôi. Tránh né đi một thời gian chẳng sao đâu ạ. Rồi chúng ta đến với tấm cuối cùng ạ. Anh ơi, nãy giờ em thấy anh nãy giờ sao đâu á. Em, đó là thương hiệu cá nhân của anh xây dựng trên trang mạng xã hội đó. Anh làm gì đó? Đây là một động tác tập yoga. Không phải ai đơn giản cũng tập ở đâu nha. Đây là lúc mà bắt đầu anh xả cơ sau một buổi tập. Lúc này là ở sân vận động Phú Thọ. Và anh chắc là do hôm đó anh bị sai cái đắc co ở đôi vớ em ạ. Chứ còn lại anh thấy cũng ổn mà. Nói chung là nhờ như vậy mà ai cũng ảnh gây hiểu lầm về giới tính suốt một thời gian rất là dài luôn ạ. Nhưng mà điều đó không sao ạ. Thôi nào, bây giờ hãy cùng ngồi lại với nhau. Sau những cái nhắc nhở, những tấm hình này phải cảm ơn chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Bởi vì mang đến cho anh những cái tấm hình và những cái cảm xúc mà bình thường em tin chắc là ở nhà anh chị sẽ không bao giờ nói với nhau, đúng không ạ? Bây giờ sẽ đến một cái phần mà anh được nghe chị nói nhiều hơn một chút xíu. Có những cảm xúc mà đôi khi mình để trong lòng, con cái bận rộn, công việc nó sẽ cuốn mình đi. Hôm nay chậm lại một chút, ngồi với nhau lâu một chút để làm một kỷ niệm. Chương trình Giải Mã Tri Kỷ sẽ mang đến cho anh chị một cái giây phút để kỷ niệm, sau này xem lại mình sẽ nhớ về nhau. Đó là giây phút cảm ơn và xin lỗi.